Lan Trận, chuyện ngắn của Nam Cao. Ông Cừu Đậu chả lãnh thảnh mà lại thế, tự nhiên đi trước cái anh cu Lan Trận ấy về. Trận không phải là tên thật của Lan ta, đó là tên của bà Cựu đặt cho anh. Nhưng tại sao bà lại lặt cho anh cái tên khổ sở ấy? Rồi chúng ta sẽ biết. Ngày hôm mới đầu, ông Cựu cho Lan Trận quẩy hai cái bồ đến chọn. Bà Cựu đã cằn nhằn, bà không muốn chứa cái của khỉ ấy ở nhà bà. Nhưng ông Cựu bảo, dở lắm, nhà mình rộng, không ở hết, cho nó ở nhờ một tí, mất gì, cơm của nó ăn, củi của nó đun, nó thổi nấu lấy, nó ăn, bận gì đến mình mà sợ. Không bận gì đến mình, nhưng mình cũng chẳng được cái gì, nó ở đâu, kệ thay nó, chứ nó làm gì cho rách cả nhà. Chuyện, mình có định uống thuốc của nó thì mới cho nó ở nhờ nhà mình chứ. Bà Cựu lắc đầu ngoài ngoại và nói như sợ mình không nói kịp. Thôi thôi thôi, ông uống thuốc của nó thì ông uống, tôi thì tôi không uống, thuê tiền tôi cũng không uống. Ông Cựu đã hơi bực mình sừng sộ. Tại sao không uống? Người ta uống thuốc nó đầy ra đấy, người ta uống mặc người ta. Rồi thấy chồng chưa kịp nói gì, bà chíp chíp môi. Ôi chào, Chuồng Khánh còn chẳng ăn nay nữa, là mảnh chính bỏ ngoài bờ tre. Ông chồng cau mặt, dở lắm, biết thế nào là Chuồng Khánh, biết thế nào là mảnh chính, mình đã uống thuốc của nó đâu mà biết. Bà gân cổ lên cãi lại, sao lại không biết, hay thì ở nó hiện ngay ra mặt ấy. Chồng mà không biết, thế nào gọi là thầy già, con hát trẻ, thầy với bà gì mà cái mặt trông non tròn tròn, cậy dĩ mũi chưa sạch, quần áo thì thòi thà thòi thụt, trông như quân ăn mày. Thế mà cũng đòi vác mặt làm lang thuốc, lang gì, lang thang. Ông bật cười, không trách được, cái trò đàn bà có khác, chỉ trông mặt mà bắt hình dong, ngộ trông người nó thế, nhưng thuốc nó hay thì biết đâu. Tôi thấy nó chữa mấy đám đều khỏi cả, vợ lý tính trên đoàn hộ đấy, mãi mãi có đẻ đâu. Thế mà uống của nó một tễ thuốc, bây giờ bụng đã chữa bằng cái thúng. Thế rồi lại còn mẹ vị ở làng ta đấy, lấy chồng mười mấy năm không thấy chữa, uống thuốc của nó rồi đầu riêng đẻ được. Bà Cựu thấy mình đuối lý, toét môi cười. Nhưng biết rằng có phải tại thuốc của nó không? Sao không phải? Thì chính những người ấy bảo. Bà Cựu ngần ngừ. Ông thấy mình đã có phần thắng thế, bảo thêm. Về cái việc thuốc men, không cứ gì thầy hay thầy dở đâu, phải mặt thì nó khỏi. Có khi thuốc uống những tay đại danh sư 50 đồng một thang không khỏi bệnh, mà chỉ một hào thuốc lá của một con mẹ ngồi ngoài chợ là khỏi bệnh. Có bệnh thì vái tứ phương, thấy ai bảo thuốc hay mà chả lấy, thì hẳn thế rồi. Nhưng khốn nỗi tôi trong não lang này chẳng có mẻ gì, người dở người, con run chết dở con run chết, in như cái đồ chết đói chết khát ở đâu mà lần đến. Ông Cựu trợn mắt lên. Ái chà, đừng có khinh nó nhé, con ông ấm cháu ông Cựu đấy, ông nội nó ngày xưa chân cử nhân, mới đầu đi tri huyện, về sau lên án sát, lúc về hưu thăng làm tổng đốc, còn nhà phết đấy, chứ có phải tầm thường đâu. Có điều bây giờ nó thất thế nên mới phải đâm đầu ra đi làm lang thang như vậy, chứ chữ nghĩa xem ra khá lắm. Tôi rước nó về đây là có ý để dần già rồi tôi gạ nó dạy tôi học thuốc. Ôi chao ôi, học với hành gì ông ấy? Ông ấy thì chỉ có tài bàn tổ tôm là ông ấy học, mà tài bàn tổ tôm thì ông ấy chẳng cần ai dạy nữa. Có mấy ngày mấy đêm là ông không đi tìm đám họp. Có điều ông đã muốn thì bà cũng phải cắn răng lại mà chịu. Thật tình thì bà chả ưa cái anh lang cu con này một tí nào, người với ngợm gì mà đến hay. Anh chàng có cái mặt trông dơ dáng thật, mặt gì mà nặng trình trịch như mặt người phù, da như da con tằm bụng,
lại lấm tấm đầy những tàn nhang. Cái trán ngắn ngủn lại gồ lên, đôi mắt thì híp lại như mắt lợn xề. Đôi môi nở rất cong lên, bịt gần kín hai cái lỗ mũi con, khiến anh ta thở khò khè. Nhưng cũng chưa tệ bằng lúc anh cười, bởi vì lúc anh cười thì cái trán chau chau, đôi mắt đã híp lại híp thêm, hai mí gần như dính tịt lại với nhau, môi càng lớn thêm lên, mà tiếng cười toàn bằng hơi thở thoát ra khìn khịt. Trời đất ơi, cái mặt ấy dẫu cho mỗi ngày rửa ba lượt xà phòng, bà cựu trông thấy vẫn còn buồn mửa, huống chi anh chàng lại bẩn gớm bẩn ghê. Có lẽ mỗi buổi sáng ra cầu ao, anh chỉ nhúng mấy ngón tay rửa độc một tí đầu mũi mà thôi. Mặt anh mốc meo lên, còn quần áo thì gố rỉnh, mắt thì đầy rỉ, đứng canh ba thước còn ngửi thấy mùi chua, mà rách rưới, mà mất cúc, mà sức chỉ, mà lôi thôi lếch thách. Không hiểu anh ta chỉ có một bộ quần áo hay sao, mà từ ngày đến nhà bà đến giờ vẫn chữa thay. Hèn chi mà rận lắm hơn rồi. Chúng bò lõm ngõm cả xuống cái giường của anh nằm. Anh ngồi chỗ nào, lúc đứng lên, thế nào cũng có mấy chú rận cành nằm ngửa, múa may những cái chân nhỏ li ti như một người bụng to ngã trọng cành, không biết làm thế nào để đứng lên. Thỉnh thoảng gặp những lúc không có việc gì làm, anh ta ra ngồi ở đầu hè, cởi ra nhặt rận đưa lên miệng nhấm kêu lép bép. Còn cái gì tởm cho bằng cái cảnh một ông lang trần trùng trục ngồi bắt rận trong một nhà sạch sẽ như nhà bà cựu. Có một người đàn bà trẻ, đầu lúc nào cũng mượt trơn, yếm lúc nào cũng trắng bong, quần lụa cạp điều lúc nào cũng buông trùng đến gót chân, và một cô con gái chưa chồng, có tiếng là đỏm dáng, gọn gàng như cô Đính em ông cựu. Bởi vậy, mỗi lần bà cựu và cô Đính trông thấy thế, cả hai người cùng sầm mặt, nguýt lang, rồi họ lắc đầu, bĩu môi, đưa mắt nhìn nhau như để chia sẻ với nhau nỗi bực mình. Nhưng bực mình thì bực mình, họ cũng phải bật cười, và họ đặt tên cho lang là lang rận. Người ta thường bảo, khi hai người con gái lớn ở với nhau cùng một nhà, thì họ thành tinh. Bà cựu tuy có chồng rồi nhưng chưa có con, có thể nói không con. Ai ai cũng bảo rằng bệnh của ông cựu thế thì có uống thuốc tiên cũng chẳng lành. Mà nếu bệnh của ông đã chẳng lành thì bà ấy trừ phi có thế nào, còn cứ lẽ thường ra thì dẫu đúc người vàng bỏ vào bụng cũng không đẻ được. Một người đàn bà lấy chồng 15 năm không chữa đẻ, nếu không âu sầu đến héo quắt người đi, tất phải là người vui vẻ, trẻ trung. Ông cựu thì nay tổ tôm, mày tài bán vắng nhà luôn. Thế nghĩa là bà cựu, tuy đã ngoài 30, vẫn con gái như ai. Còn cô Đính thì còn là con gái đích đi rồi. Con gái đến thì những năm ngoái năm kia, nhưng lại chưa chồng. Hai người ấy ở với nhau thật là phải lắm. Họ cũng trẻ cả, trẻ người, trẻ nết, trẻ đến cả câu nói, tiếng cười. Họ lại không phải làm gì. Ông cựu là một tay giàu ở làng này, là một người kỳ cựu đanh thép. Ông nắm được nhiều mối lợi của làng. Chỉ trông vào những mối lợi ấy, cả nhà ông cũng đã thừa ăn. Thế rồi còn tiền dư thì cho vay nợ lãi, lấy cầm lấy cố, đặt thóc non. Ở nhà quê có 7.000 đồng bạc trong tay, mà lại là tay cứng, chỉ có hòng bắt nạt người ta, chứ chẳng ai dám bắt nạt mình. Thì có cần gì phải làm đâu, chỉ khéo cắt đặt đồng tiền một chút cũng đã thừa sung sướng. Huống hồ ông cựu lại không con, tiền chẳng để làm gì. Như vậy thì tội gì mà bắt vợ ông, em ông phải đầu do mặt mũi.
bà cựu và cô đính cứ việc ăn mặc cho đến thỏa. No lắm dưỡng nhiều, ấy là một câu cửa miệng của người ta. No lắm mà lại chỉ nồng nỗng chơi không thì càng dưỡng nhiều lắm lắm. Bà cựu và cô đính chỉ tơ suốt ngày, nói đùa nói bỡn suốt ngày, cười hi hí và phát lưng nhau đồm đột. Chỉ khổ ông Lan Rận, ông bị họ khiên bỉ, lườm nguýt, phỉ nhổ, nhạo cười, chế giễu, đủ trăm hình trăm cấp. Ông hơi mở miệng nói là họ chặn họng ngay. Ông hơi nhếch môi cười là họ khoạng ngay mặt lại, nhổ bọt đến phì một cái. Mà cơ khổ chứ, Lan Rận lại là một anh chàng bẽo lẽo. Thấy họ cười họ nói, anh chàng cứ thấy cao hứng thế nào. Anh không tài nào nhịn được, anh cười, anh gật gù, rồi anh lân la chõ mồm vào. Tội nghiệp, mẹ anh chết từ ngày anh mới biết lẫm dẫm chạy đi. Anh lấy liên tiếp ba đời vợ, nhưng vợ nào cũng chê anh. Cuối cùng thì anh bực chí, quậy đôi bộ thuốc ra đi. Anh đi khắp đó đây, tìm một nỗi an ủi, nhưng chưa bao giờ gặp. Bởi thế mà anh chàng thấy đàn bà là cứ y như mèo thấy mỡ, họ hút anh như đá nam châm. Anh rất thích được ngồi với họ, nghe họ nói cười, được góp với họ một vài câu nói của anh. Chỉ thế thôi, chứ anh cũng chẳng dám ao ước gì hơn. Nhưng chỉ có thế thôi, thì người ta để mặc anh ư? Đừng nghĩ như thế mà lầm. Nói leo cũng tùy chỗ nói leo, ở chỗ nào chứ ở nhà bà cựu thì được bẻ. Hãy hỏi thăm mụ Lợi nhà bà xem. Mụ Lợi là người ở nhà bà, không còn một người đàn bà nào có thể xấu hơn. Mụ béo trục béo tròn, mặt rỗ như tổ ong bầu, mắt trắng, môi thâm, má đen như thằng quỷ. Ở quanh đấy, người ta vẫn lấy tên mụ ra mà dọa trẻ. Hơi trẻ nhà nào khóc, người ta lại bảo nín đi, nín đi, mụ Lợi kia kìa. Thế mà mụ Lợi hiền lành lắm, phải hiền lành mà tốt nhịn. Bảo sao nghe vậy thì mới ở nhà bà cựu được. Nhưng hồi mới đến, mụ cũng phải cái tật nói leo. Bà cựu mắng như băm, như bổ vào mặt cho, không còn biết mấy mươi lần. Bây giờ thì mụ chừa rồi, ai cười, ai nói mặc, suốt ngày mụ chỉ im như thóc. Nhưng nói, trao đổi những ý nghĩ, những nỗi lòng có lẽ là cái tật chung của loài người. Không được nói thì khổ lắm. Từ ngày có ông Lan Rận, những lúc không có ai, mụ Lợi thường lân la nói chuyện với ông. Mà ông Lan chẳng biết nói với ai, cũng nói chuyện với mụ để có người mà nói với. Mới đầu chỉ là những chuyện quanh quẩn trong xó bếp. Đại khái họ hỏi nhau, bếp có rỗi không? Rồi, ý dáng ông Lan định thổi cơm ăn, đã đói bụng rồi đấy à? Đói hay không thì cũng phải ăn cho xong bữa chứ. Đã gần hết gạo chưa? Có lẽ mai tôi lại phải đi chợ huyện. Có muốn đong mấy đồng thì gửi tiền tôi đong dùm. Dần dần, thỉnh thoảng mụ hỏi ông Lan về những bệnh của đàn bà. Này, ông Lan này, tôi chỉ có cái chứng thế này thì ông bảo ra sao? Tôi ăn được, ngủ được, trong người không thấy bệnh hoạn gì, nhưng thỉnh thoảng vùng mặt nóng bừng, y như cầm bó đóm mà hơ. Thế thì nó là cái bệnh gì? Trần Hỏa Vượng, cái hỏa nó bốc lên đầu. Có sao không? Kệ mà, có tiền uống thuốc cho nó hạ bớt cái chân hỏa thì cũng tốt. Để vậy nó hay sinh váng vất nhức đầu. Đúng thế rồi, tôi nhức đầu luôn. Nguyên do là tại chị không sinh đẻ. Chính bệnh của chị, những đàn bà quá, những đàn bà không có chồng, không mấy người không có. Nhiều người lấy chồng tự nhiên khỏi bệnh, chả cần uống thuốc. Mụ Lợi tưởng thầy Lan bỡn mụ, nhìn trộm thầy một cái rồi ngoảnh đi, mụ thẹn. Nhưng đến lúc thầy Lan thổi xong cơm, đứng lên ra, thế nào mụ cũng nhìn theo sau lưng tủm tỉm cười. Thầy Lan vẫn không hay biết một tí gì. Người ta không thể ngờ một người đàn bà xấu thế,
mà cũng có tình như người đàn bà khác. Nhưng một hôm, thầy Lang đang bắt rận, mụ Lợi đi qua hỏi: "Sao ông Lang vừa bắt rận hôm qua, hôm nay lại bắt? Rận đâu mà nhiều thế?" "Vô thiên, không biết sao nhiều người suốt đời không có lấy một con mà mình thì nhiều thế." "Thịt người ta đắng, những người thịt ngọt thì mới lắm rận, thà ra." Thầy Lang ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn mụ Lợi. Mụ Lợi tủm tỉm cười: "Thật đấy, sao chị biết?" "Sao chả biết, người ta bảo thế. Với lại thịt có ngọt thì mới nhiều rận chứ." Lý sự của mụ nghe lẫn thẫn, nhưng thầy Lang cũng tít đôi mắt lại, cười khinh khịt: "Thầy khoái lắm. Khoái không phải vì vừa học mót được một điều chưa sách thuốc nào nói đến. Khoái chính vì ra thầy cũng được một cái thịt ngon lành hơn kẻ khác. Cũng là hơn đời vậy." Và trước đôi mắt ti hí của thầy, mụ Lợi đổi khác hẳn đi. Mụ không còn là mụ Lợi đần độn và cục mịch, mụ đã là tri kỷ. Từ đấy, đôi tri kỷ thường tâm sự với nhau. Mụ Lợi đã biết rõ ràng về gia cảnh của thầy Lang. Thầy Lang cũng tỉ tê hỏi dò mụ mà thông tỏ được cái ngọn nguồn lạch sông của mụ. Thì ra mụ cũng đã long đong, lật đật vì tình duyên lắm. 30 tuổi, mụ chưa có người nào hỏi. Mụ cho là vì mụ quá nghèo, lại không còn mẹ còn cha. Mụ đi ở quanh năm, người ta nuôi mụ thì chỉ biết nuôi, nuôi mụ để hầu hạ người ta. Còn cái sự mụ có chồng hay không có chồng thì mặc mụ. À, cái nghề con gái mà đã không có cha, có chú, có người đứng ra để gả bán cho, thì còn ai biết đường nào mà hỏi. Mụ ế chồng là vì thế, hay là theo ý mụ thì vì thế. Mãi đến năm 33, mụ mới gặp một người hỏi làm hai. Thấy là người cũng hiền lành, vả lại nhà khá giàu, mụ bằng lòng. Thì cũng tưởng nửa quả bồng còn hơn một chùm sung chát. Ai ngờ mụ phải lừa. Còn vợ cả thấy mụ đi ở mãi, tưởng mụ dành dụm được nhiều vốn liếng, lại hay làm, nên bàn với chồng lấy mụ về để bòn tiền và để mụ làm cho. Cũng là một cách dùng đứa ở đó thôi, nhưng lại đỡ tiền công, mà lại còn được tiền thêm nữa. Mới đầu cả hai đứa còn chiều mụ, nhưng khi chúng đã nặn hết tiền của mụ rồi, chúng trở mặt ngay. Mụ thấy mình chẳng được tí nhân nhị gì, mà lại còn sót đến thân, tức mình không ở nữa, mụ lại đi ở thuê như trước. Cứ như vậy cho đến năm nay, mụ đã 36 rồi. Kể thì cũng đáng buồn, lắm lúc nghĩ mình chẳng còn mấy chốc mà già. Mụ cũng muốn xem có ai yêu thương thì lấy người ta, xấu tốt cũng được, miễn là khỏi mang tiếng không chồng. Nhưng cũng lắm lúc mụ lại cứ muốn mãi thế này, một mình làm, một mình ăn, chẳng chồng con gì nữa, đời bạc lắm. Nhưng có người không bạc, thầy Lang ta nghĩ thế. Và thầy nghĩ đến những người vợ thầy rất bạc. Tại sao những người đàn ông tốt lại cứ hay gặp phải những người đàn bà bạc, còn những người đàn bà không bạc thì lại gặp phải những người đàn ông bạc? Thầy Lang rận bùi ngùi thương thân mình và thương cho người đàn bà hẩm phận. Họ than thở với nhau và phàn nàn cho nhau. Được ít lâu, bà cự và cô đính biết, họ bảo nhau: "Buồn cười quá chị ơi, còn mụ Lợi vá áo cho thằng Lang rận." "Thật ư? Cô trông thấy bao giờ?" "Vừa lúc nãy, nó đang vá, thấy em vội giấu vào trong cái cối xay. Em vờ như không biết, xài nó đi lấy cho em cái chậu thau. Nó đi rồi, em lại cái cối xem mới biết là cái tổ rận của thầy Lang." "Thế thì dễ thường, anh chị phải lòng nhau. Tôi cũng thấy chúng nó ít lâu nay hay cười cợt với nhau lắm. Mà con kia thì mua quà bánh cho hằng ấy luôn đấy. Sao cũng được chết với nó thôi. Dễ thường chúng nó vẫn ngủ với nhau trong buồng bếp nhà mình." "Thật đấy, ta phải rình bắt quả tang một mẹ, rồi liệu cho chúng nó. Những đồ vô phúc,
nhà mình là nhà làm ăn. Tuy nói vậy, nhưng thật ra thì bà Cựu tò mò hơn tức giận. Cả cô Đính cũng thế. Cuộc dò la rình trực đem một chút thú vị đến cuộc đời của họ, nhạt phèo và buồn tẻ. Bởi vì nhàn quá, họ đùa bỡn, cười hí hí suốt ngày thật đấy, nhưng vẫn buồn. Một đêm, cô Đính rón rén vào buồng bà Cựu, bấm bà một cái. Bà Cựu biết ngay là có sự lạ rồi. Bà thì thầm hỏi em chồng: gì thế? Lang rận vào buồng Mụ Lợi. Mới vào à? Mới vào, mà vào xong chúng đóng cửa lại ngay. Được rồi, khẽ khẽ chứ, kẹo chúng nó nghe thấy. Cái khóa đâu rồi, đưa tôi. Lặng lẽ như một cái bóng, họ rón rén ra khỏi buồng đi xuống bếp. Cửa buồng bếp quả nhiên đóng thật. Mụ Lợi xưa nay không có thói cài cửa trong khi ngủ. Nếu không rước ông Lang Rận vào trong ấy, sao mụ phải cài kỹ thế? Bà Cựu thấy một cái cảm giác giống như là mừng rỡ. Bà nín thở. Một bàn tay run rẩy của bà sờ hai cái đanh khuy, tay kia đưa cái khóa lên. Cái khóa đồng kêu một tiếng nho nhỏ. Đồng thời, tim bà Cựu nhảy thót lên vì sung sướng. Bà không giữ nổi một tiếng cười đắc chí. Cô Đính đứng đằng sau nhìn chị, véo mạnh chị một cái, rồi cũng cười nho nhỏ. Chắc là anh chị ở trong buồng nghe thấy, họ thì thào như để hỏi nhau, rồi án chừng một người đi thật khẽ ra chỗ cửa, y rút cái then cửa thật gượng nhẹ, từng tí một, rồi cánh cửa hé ra một chút, nhưng vướng cái khóa không mở thêm được nữa. Im lặng trong vài phút, rồi lại có tiếng thì thào, ý chừng họ bảo nhau biết rằng họ bị người ta nhốt và bàn bạc. Những tiếng bàn bạc trước còn rụt rè, lẻ tẻ, dần dần trở nên náo nhiệt. Có lúc, tiếng nói thầm gay gắt quá, bật lên thành những tiếng ở ngoài nghe rõ. Sau cùng thì họ làm như là cắn rứt lẫn nhau. Mà thật ra thì chính họ đang vạc lẫn nhau. Chị mắng anh: im đi, lại còn nói người ta. Người ta đang ngủ mặc người ta, ai bảo mò đến buồng người ta? Anh cãi lại: ai bảo mày gạ gẫm tao? Ai gạ gẫm nhà anh? Anh có quyến rũ tôi thì có. Cái mặt mày đã đẹp lắm đấy, mà tao phải quyến rũ mày? Còn cái mặt ấy thì đẹp hẳn, đồ bạc miệng. Bà Cựu với cô Đính đứng ngoài nghe thấy, cười đau bụng. Họ cười và họ chửi: bố khỉ, thế mà chả xưng là con ông nọ, cháu bà kia. Úi chào, ấy con ông ấm đấy. Ấm đồng hay ấm đất đấy? Ấm thổ tả. Ấm đi chúi vào buồng con ở nhà người ta, để sáng mai ban ngày ban mặt nhìn rõ cái mặt ấy xem thế nào. Thật đấy, cứ để sáng mai ông Cựu về rồi sẽ liệu. Sao cũng được, đem ra điếm cùn cho cả làng trông thấy. Trong buồng im lặng, chúng thấy có người đứng ngoài nghe, thẹn quá, không cãi nhau nữa. Hay là chúng lo. Sáng hôm sau, ông Cựu vừa về đến ngõ, bà Cựu đã chạy ra nhanh nhở: ông chỉ đi suốt đêm, chả ở nhà mà xem. Đêm qua chúng tôi bắt được thằng kẻ trộm. Chỉ bậy thôi. Thật đấy, thằng kẻ trộm lẹn vào buồng Mụ Lợi. Tôi lừa khóa được cửa, nhốt cu cậu trong ấy. Ông về xem mặt nào. Cô Đính đưa mắt nhìn anh, cười ranh mãnh. Bà Cựu nháy em chồng cười. Ông Cựu biết ngay là đã có chuyện gì rắc rối. Ông lật đật đi thẳng về buồng bếp. Vợ và em vừa theo vừa khúc khích. Cô đưa chìa khóa cho anh mở. Cô Đính đưa chìa khóa cho ông Cựu. Ông mở khóa, ông đẩy tung hai cánh cửa ra. Và ông giật nảy mình, mặt ông quay lại, tái mét. Mắt ông là đôi mắt của một người hoảng hốt. Bà Cựu và cô Đính ngạc nhiên: gì thế? Họ nhìn vào căn buồng vừa mở cửa. Một đôi chân tím bầm lủng lẳng trên không khí. Đó là ông Lang Rận. Ông thắt cổ. Ông thắt cổ bằng cái ruột tượng gốc của Mụ Lợi. Cái mặt ông đọng máu sưng lên bằng cái thớt. Cái đầu ông ngoẹo xuống như đầu một thằng bé khi nó dỗi. Trông thật là thiểu não. Nhưng không ai kịp ái ngại cho ông cả.
Đây là án mạng, lôi thôi lắm, lôi thôi lắm. Cả nhà ông Cựu cuống quýt, lò xanh mặt. Trường Mụ Lợi vẫn còn nằm ngủ, miệng há hốc và ngáy to như xẻ gỗ. Bà Cựu phát mụ đôm đốp 5-6 cái. Mụ mới giật mình, choàng dậy. Mụ ngơ ngác nhìn quanh, và khi trông thấy tình nhân, mụ rú lên. Mụ vật vã người, khóc rống như một con chó chưa quen xích. Tội nghiệp cho con người quá ù lì. Sau khi cãi nhau rồi, mụ lăn ra ngủ thật say. Mụ có ngờ đâu trong lúc ấy thì tình nhân ngồi nghĩ ngợi xa dần. Y thẹn, y buồn, y giận đời, y giận trời, y giận thân, y tím ruột tím gan, y nghĩ đến cái nhục sáng hôm sau. Ấy thế rồi y đã bật điên lên, tìm một cái gì có thể làm một cái dây.